Quý vị thân mến, hiện tại Phi đang ở thôn 3, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam, một trong những cái huyện miền núi khó khăn, nghèo khổ của khu vực Quảng Nam. Bên cạnh Phi là em Hoa, 30 tuổi ha. Em Hoa 30 tuổi với cái thân hình, với cái chiều cao cũng không được cái cao lắm. Thì hoàn cảnh của em Hoa hết sức là khó khăn. Phi cũng nhận được thông tin và đến đây chia sẻ với em. Bây giờ thì Phi mời về cùng Phi đi vào bên trong để mình nói chuyện cụ thể hơn về cái hoàn cảnh của em Hoa ha. Em Hoa là chiều cao em cỡ mét mấy đây? Dạ em mét 2. Mét 2 hả? Dạ. Rồi, bên trong là người mẹ già và hai đứa con nhỏ của em Hoa. Bé trai này, bé lớn này bao nhiêu tuổi rồi đây? Dạ bé lớn 6 tuổi. Bé lớn 6 tuổi rồi bé nhỏ? Dạ bé nhỏ bữa nay được qua tháng 20 ngày. Bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ được hơn 3 tháng. Dạ. Rồi. Thì quý vị đã thấy là em Hoa với cái chiều cao 1m2, đặc biệt là chồng em cũng giống như em luôn đúng không? Dạ. Chồng em là đây, cái hình cưới đây đúng không? Dạ. Để quý vị thấy hình cưới của hai vợ chồng em Hoa nè. Hình như là chồng của em thì nhích hơn em cỡ xíu hả? Dạ, anh được 1m25. Anh 1m25, em được 1m2. Được biết là chồng em vừa rồi là cũng mới vừa mất. Dạ. Em kể lại cái câu chuyện như thế nào được không? Dạ, thì anh cũng đi lồn như mọi khi, anh lồn quán là quán tại nhà. Rồi anh hôm đó anh đi em thì sinh trong còn trong ổ. Anh đi ra, anh nói với em là anh đi ăn giỗ nhà em. Anh giỗ nhà người bọn mà anh đi là cỡ mới được nửa tiếng à. Cái bọn thân của anh trở về, em hỏi là sao vậy anh? Anh kêu hôm nay anh không có uống. Con ngồi quay lại. Hôm nay anh không uống mà anh mệt. Anh nằm tới cái giường cái rồi em xuống em lo cho heo thằng nhỏ này dưới phòng. Cái anh ở trên nó anh mắc. Anh bị là bao ngày luôn hả? Dạ, hồi 1:40. 1:40 là dạ. Qua trưa đó. Dạ, qua trưa đó. Là anh 12:00 mái anh 1 đi giờ. Đám giỗ về. Dạ, đi đám giỗ. Dạ như là bị đột quỵ hả? Dạ, bị đột quỵ. Anh hôm đó là anh lại không uống. Chứ mỗi khi là anh uống. Mà hôm đó anh lại không uống. Anh mệt. Biết ngồi im con. Anh mệt anh muốn rồi dạ. Anh về anh có ngủ chưa? Dạ chưa. Chưa ngủ hả? Cứ em lên trên chỗ anh nằm. Em xuống he đến nhát này. Cứ 5-10 phút là em lên là anh đổi mắt rồi. Dạ. Trời. Dạ. Bọn đi viện mà. Mắc rồi mới bọn đi viện. Mắc rồi mới chở đi cấp cứu hả? Dạ. Sau đó đưa về. Dạ. Trong đó là hai vợ chồng là ở trong Quảng Ngãi đúng không? Dạ. Em chia sẻ sơ qua cái cuộc sống của hai vợ chồng đi. Dạ. Nhà thương là anh làm điện cơ, còn em là ở nhà chăm con, chăm gia đình. Nhà có người già, có ba mẹ chồng già. Ba bà chín rồi, còn mẹ là bà Lam. Giờ... Hai vợ chồng mới là ở Quảng Ngãi. Dạ. Em là có về cưới chồng về trong đó hả? Dạ. Chồng mới thì làm điện cơ. Dạ. Ở với lại ba mẹ già. Dạ. Hiện tại là ông bà trong đó chắc cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Gần 80 chưa? Ba bà chín rồi. Ba bà chín hả? Dạ. Còn mẹ bảy mấy? 75. Rồi hai vợ chồng là ở chung với bố mẹ ở trong dạ. Quảng Ngãi đó. Giờ con vợ chồng em Úc về chung với bố mẹ. Năm 2017 là tính đến nay là được 7 năm. Dạ. Có với nhau là hai cháu. Là hồi lúc trước là sao hai vợ chồng gặp nhau mà sao có ông, ai giới thiệu không? Dạ ông anh trai ông cho số điện thoại. Anh trai cho hả? Anh trai bên chồng. Anh đi bán chén. Đi bán chén. Chén bắt rút á. Cái đầu thấy hai dạ. Người giống nhau. Cái đầu ghét với nhau. Dạ. Cái đầu xong một người Quảng Ngãi một người ở đây mà sao mình dạ điện qua điện lẻ rồi đến với nhau. Gọi điện mới đâu là gọi điện hả? Dạ. Cái sau chồng về đây. Dạ. Rồi em hồi trước giờ có làm gì không? Dạ em không. Em hồi xưa là ở đây là em bón khóa. Cái rồi về ở với ảnh em phụ ảnh làm điện cơ dạy rồi em sinh hai cháu em chăm cháu. Bán tập hóa hả? Dạ. Tiếp sau về là lo sinh con là lo cho con. Dạ. Bên cạnh là bà ngoại của hai cháu là mẹ ruột của em đúng không? Dạ. Bác là năm nay nhiêu tuổi rồi bác? Năm nay 78. 78 rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ là bác sống với ai? Mình đây đó không có ai. Bác sống mình hả?
Dạ. Rồi thằng hắn mắc cái con sinh chưa ra đó là vô ở bán ở nhà đóng cửa để đây lo luôn mà khách tân. Dạ là bây giờ là bác sống một mình. Dạ. Rồi bác trai là còn sao mất rồi hả? Đa miệng thư bác lao. Bác trai mất lao rồi. Dạ. Ơi cháu tên gì đây? Hồng Vĩ. Hồng Vĩ hả? Quá em quá. Trong nhà mình là có bao nhiêu người con vậy bác? 7 người con. 7 người con luôn. Dạ, yeah. Mấy trai mấy gái? 2 trai. 2 trai. 5 gái. 2 trai 5 gái nhưng mà có mình Nhiễu. Em Hoa là bị như thế này hả? Nhưng mà những người con đầu trước là sinh ra là không bị. Tại sao em Út lại bị hả? Sao kỳ vậy? Trong nhà là 7 người, 7 anh chị em. Nhưng mà có mình em Hoa là con Út thì lại bị khuyết tật vì lùn như thế này quý vị ạ. Đó. Khi mà đưa đi bệnh viện khám là như thế nào bác? Khám mà thì họ nó chắc đập cho con rồi đó, làm gì làm giấy làm tờ rồi nhận tiền khuyết tật đó. Nhận tiền trợ cấp hả? Ừ. Khi mà sinh em Hoa ra là có cái gì khác thường không? Hồi nãy là nhỏ khí đó, tay chân nhỏ khí có ghi bãi mà. Ghi bãi, sinh có ghi bãi hả? Ừ. Dạ. Yeah. Cái rồi sau đó thì bao lâu thì mới thấy cái sự khác biệt? Đứa đó nuôi miếng, nuôi miếng, đứa đó phải đứa đó đẹp đẹp, không phải lớn, cũng mới lớn đài, uống thuốc mà mới lớn đài. Nuôi miếng mà không thấy lớn? Hắn giờ bỏ mái tuổi rồi mà. Anh nói. Con cũng nói à. Như vậy là bác sinh ra một thời gian, bác nuôi hoài cũng chẳng thấy lớn. Chuột, hắn không sửa, kinh lắm anh chứ không muốn sửa rồi, bắt luôn rồi mà còn. Dạ. Chồng bị mắc với giờ chồng là trụ cột trong gia đình mà giờ ảnh mắc, giờ em thì còn hai đứa con nhỏ, về kinh tế thì em đồn em giờ em không đồn được, với giờ con thì nhỏ đi đứng thì em cũng khó khăn hơn người khác. Rồi bây giờ là có đủ khả năng để lo cho hai cháu không? Dạ không, em không đủ khả năng để nuôi hai cháu, giữ nuôi hai cháu. Cô lớn là giờ còn uống sữa mà giờ sữa thì lúc có lúc không. Giờ không có đủ tiền để mua sữa cho cháu. Với ở ngoài đó thì em cực, ở ngoài của ngã em cực quá nên em không nổi nên em bồng cháu về ngồi ngoài cho mấy chị phụ giữ. Chứ bây giờ là về luôn hay là còn vô lại? Dạ chắc em vô lại. Vô lại hả? Dạ. Về đây chơi hả? Dạ về đây ở chơi 3 tháng hè để vô lại cho thằng cũ nữa hả? À. Dạ. Có nghĩa là 3 tháng hè là dẫn hai đứa về quê ngồi chơi. Dạ. Sau 3 tháng hè thì dẫn vô cho nó đi học. Dạ. Hiện tại trong Quảng Ngãi là mình ở chỗ nào? Dạ. Sơn Hòa. Sơn Hòa. Dạ. Vừa rồi thì anh cũng biết được cái hoàn cảnh của em. Trong đó thì cũng có rất là nhiều người chia sẻ là người chồng đã ra đi. Dạ. Để lại hai đứa con với lại người vợ khuyết tật như thế này. Thì hôm nay mới có cái dịp gặp em để trò chuyện, chia sẻ với em ha. Dạ. Rồi bây giờ là mình dẫn hai cháu về đây để nghỉ hè chơi. Còn hai ông bà trong đó là ai lo trong đó? Giờ có chị ảnh ở Bình Dương, ảnh về, ảnh chơi, ảnh sáng, ảnh ở anh chăm hay anh vừa. Có chị, anh, chị kề của ông chồng. Chị chồng đó hả? Dạ. Về anh chăm. Em về đây rồi me mốt em về là chị đi lẹ. Như vậy rồi em có đi xe gì được không? Dạ hồi xưa còn ảnh là ảnh có chiếc xe cho ly mạnh độ lẹ là anh chở em. Từ ngày ảnh mất là không có e chở thằng đây, em được má chị hỗ trợ tiền, má chị ghê chồng cũng hỗ trợ tiền với nhau, ảnh mua cho em chiếc ba bánh. Dạ. Giờ mình chạy xe ba bánh hả? Dạ. Xe điện hả? Xe điện. Nhỏ đi học với chợ đi búa chứ. Còn xe đạp em đi được không? Không. Không hả? Nhỏ giờ em đâu đi xe đạp được. Như vậy là bây giờ em có xe điện em chở con đi học. Dạ. Rồi cái công việc trừ là cũng chưa có. Dạ chưa. Hồi trước là cũng làm điện cơ phụ chồng. Dạ. Con em hai đứa thì thấy cũng bình thường hết đúng không? Dạ. Hai vợ chồng của em á là đều bị lùn hết. Dạ. Nhưng mà sinh ra hai đứa con thì đều bình thường, khỏe mạnh bình thường hết. Dạ. Đúng không? Đó thì cũng là một món quà mà
tạo hóa đã ban tặng cho hai vợ chồng em. Dạ. Nhưng mà không may thì chồng em cũng đã ra đi đột ngột ha. Em mong muốn là có điều kiện để lo cho hai đứa được tốt hơn. Và em mong muốn em có công việc gì chứ? Có thêm công việc để em lồn. Lồn thêm tiền để phụ nuôi hai đứa. Bây giờ thì cũng không biết là em làm được công việc gì nữa. Dạ chứ em cũng không biết suy nghĩ về con thì nhỏ quá rồi vậy, không biết con suy nghĩ, không biết lồn xô. Và bên nội ngồi đó thì anh nuôi anh giữ nhỏ, anh phụ anh giữ, anh đâu có giữ chính được. Trước giờ là em là cũng không có làm công việc gì hết, chỉ dạ. chỉ là bán tạp hóa thôi à? Dạ. Hay là vô trong đó mở tạp hóa bán? Ở trong đó đông lắm. Đông lắm hả? Dạ. Từ ngày ảnh mắt là em bỏ ra món dưa, rồi món trái cây đồ, họ cũng muốn ủng hộ vậy chứ. Rồi chứ còn ở trong nó cũng khó, điều kiện nó khó quá. Em là cũng khỏe mạnh bình thường hả? Dạ. Chủ yếu là một cái chiều cao mình nó không có thôi đúng không? Dạ. Nó còn khỏe mạnh bình thường. Đi đứng rồi yếu. Đi là yếu hả? Dạ. Đứng lên em cái, xem cái cặp chân em đi là yếu. Hồi em có vào là em ngỏ lên ngỏ xuống mới là. Mà xô hai đứa con em nó ổn vậy chứ, em đi ngỏ lên ngỏ xuống ấy. Khó bảo là đi ngỏ lên ngỏ xuống hả? Dạ. Cái chân của em sao, sang lên em xem nè. Cái chân của em thì sao nó thấy nó cong cong hả? Dạ. Thậm chí là cái ngón chân giống như là em bé vậy, đúng không? Hồi có vào heo thằng đây là em ngỏ lên ngỏ xuống, nói chung y cái banh mà lan vậy. Thế mà cũng giữ được hả? Dạ. Ông đây là 3 tuần, còn ông đây là 6 tuần em đã nhập viện rồi. Vì ngõ. Có nghĩa là bây giờ hai cái đầu gối của em là nó yếu đúng không? Dạ. Đi đứng một xíu là nó mệt. Dạ. Nó mỏi. Nó sụn. Đi đứng một xíu, lao một xíu là nó sụn nó ngõ. Mình có tìm kiếm những cái công việc mà online nữa em làm được không? Em mấy hôm nay em tái tin mọn, em kêu em nhận định tính nhận đồ về các chỉ tại lồn tại nhà đó anh. Mà em sợ nó lừa đổ quá. Sợ nó lừa hả? Dạ. Các chỉ hả? Ý nghĩa là các chỉ với rốt đồ tại nhà kiếm thêm công việc tại nhà giữ con đó. Mà em sợ nó lừa quá nên em không vốn. Ở trên mạng cũng có rất là nhiều cái mặt hàng để mình buôn bán kinh doanh đó. Dạ. Em thử tìm hiểu xem sao. Mấy lâu nay em còn tìm đây mà em sợ quá nên em chưa vốn, chưa vốn lồn. Làm để kiếm thêm thu nhập để lo cho thêm cho con, chứ bây giờ có mình em mà không có ai lo cho hai đứa nữa. Mỗi khi còn chồng thì đau giống nằm xuống, chứ giờ đau không biết nằm xuống không biết e chăm con. Rồi có ai phụ cấp thêm cho em nuôi hai cháu không? Dạ. Anh chị em hai bay? Giờ phụ cấp cho hai anh dòi chứ. Ba mẹ con em ra. Ba mẹ con mình là tự lo hết cả. Dạ. Giờ còn hai anh dòi nữa nè. Khi mà chồng em ra đi đột ngột như vậy rồi có nói năng gì chưa? Dạ không. Là em đó là thời gian đó là em xuống cái phòng cho he nó nhỏ, em chăm he nó nhỏ, rồi anh làm trên đây, anh làm trên nhà tên là anh làm một mình. Cái rồi em lên nhà là em thấy anh tưởng là anh ngủ, mỗi khi anh nhả đi em vỗ rồi về là anh ngủ, hôm nay em tưởng anh ngủ. Rồi sao em tới em rờ cái ngực ảnh em nghe lạch ngát. Ừ rồi rồi sao nữa? Vậy em tưởng là anh bị trúng gió. Mà em sợ em nhúng rờ cái lỗ mũi. Ý nghĩa là rỡ là mũi là sợ ảnh ái mình phun vô mình phun mình. Em rỡ ngực rồi em bóp tay bóp chân và ảnh mà biết cái hồi bùm má bà ở ngoài bà chạm vô bà hỏi xôi vậy qua kêu con thấy ảnh đi nhạo về mà xôi ảnh nằm im rồi má ơi. Cái rồi bắt đầu loa lên cái xóm đồ nó chạy tới cái má ông anh cũng mở xuống càng càng xóm nó cũng chở anh đi viện lạnh đỡ mắt ở nhòa rồi cũng chở đi. Mà nó là người lạnh nhất rồi. Dạ. Ngực đó lạnh. Đã lạnh nhất rồi nhưng mà có còn thở không chứ? Dạ không. Mà nó không còn thở nữa hả? Lúc đó là con của em là mới 27 ngày. 27 ngày à? Chưa đầy tháng luôn đó. Dạ. Anh mà hồi 10 giờ á là nói với em mà em giờ đứa thứ hai rồi mà điện má về loa gì tội quá. Các em mới nói thôi điện đẻ đi má về với má có roa
không ro thì thôi, mà ro thì ro chơi cho vui. Cái hai vợ chồng đoan tính dạy cả anh điện về là lúc 10 giờ 11 rưỡi 12 giờ anh đây một giờ máy anh về. Ơi ơi, mấy cái ngày trước đó anh có những cái biểu hiện gì không? Dạ là bữa nay bị nửa tháng rưỡi, em được nửa tháng á. Anh nói em xô mà cái ngực anh nhói ra đau. Cái em mới nói là anh thôi, bữa nay em cũng được 15 ngày rồi, thôi anh đi Đà Nẵng tối là ở ngoài Sơn Hòa nó có chiếc xe kỳ quanh là đi Đà Nẵng khám bệnh hả? Dạ. Cái em nói anh đây là chiều mai anh về với mẹ con em. Anh kêu thôi rón đi, rón em ra tháng rồi anh đi khốn. Mà anh rón không được, anh mới được 27 ngày anh mất. 27 ngày mất. Dạ. Nói chung là cũng có trong người là có biểu hiện rồi. Dạ. Giờ em bữa đó em khóc một ngày, nói chung là một ngày một đêm đó là em khóc. Em khóc mà đến ngày hôm sau á em thấp nhon, em nói với anh em kêu thôi giờ em bình tĩnh cho, giờ em khóc đó đủ rồi. Bình tĩnh để em chăm theo đứa theo con như giờ ấy là chăm để đâu. Rồi em thấp nhon xong đến hồi đó không biết ở đâu mà vẫn tim em hết khóc, em tỉnh rụi luôn. Cái hồi đi châu ảnh em cũng không khóc luôn. À, có nghĩa là khóc ngày đêm xong mới là dạ, bữa sau là em tỉnh luôn. Trong khi còn quá là nhỏ ha. Dạ. Đó thì mới chưa được đầy tháng mà ba nó đã đột ngột ra đi. Thôi thì ngày hôm nay anh cũng thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ cho em một cái số tiền để em lo cho hai đứa con ha. Dạ. Bản thân em thì cũng đã chịu thiệt thòi rồi, bây giờ lại một mình nuôi hai con như thế này cũng rất là tội luôn. Anh hôm nay cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi giúp cho em số tiền 16 triệu đồng ha. Dạ. Hy vọng là sẽ tạo thêm cho em cái điều kiện để em lo cho con, cũng như là cái công việc sắp tới em có thể là nhập mấy cái hàng gì em buôn bán kinh doanh online để mình kiếm thêm thu nhập mình lo cho con. Chứ còn cái số tiền này mà mình cũng không có được mình giữ đó, mình tiêu nó cũng hết. Dạ. Mình lo cho con cũng hết, cho nên thì em cứ kiếm một cái công việc để mình lo cho con lâu dài được tốt hơn ha. Dạ. Con thì còn phải uống sữa uống này kia, chưa kiểu ốm đau bệnh tật lúc vào viện này kia ha. Dạ, dạ. Thì số tiền 16 triệu này là gồm có của các nhà hảo tâm là gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu, gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, anh Khen Trần ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Vicky Võ ở bên Mỹ là 1 triệu, hai em Jason và Jackson ở bên Mỹ là 1 triệu, gia đình Công giáo tại Sydney, Úc Châu là 1 triệu, chị Người Đồng Hương ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Sang Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Phạm Hiền ở bên Mỹ là 1 triệu, anh Thanh Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Đinh Thị Liễu là 1 triệu, anh Paulo Bổng Trương ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Hoàng Mai ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Mai Xeo Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Trương Thị Dung ở Đơn Dương Lâm Đồng là 500 và em Nguyễn Thị Ánh Hương là 500. Tổng số tiền 16 triệu đồng ha. Được. Anh gửi 16 triệu nha. Dạ. Em cảm ơn anh, trước là em cảm ơn anh và em cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã ủng hộ mẹ con em vượt qua khó khăn. Thôi cố gắng nha. Dạ. Hiện tại là cháu này có uống sữa ngồi không? Dạ. Chắc em cũng mua sữa ngồi cho nó uống, chứ giờ em về mấy hôm nay sữa bị thiếu. Tối lại nó khóc ấy nha. Rồi bé này là học lớp, chuẩn bị học lớp mấy? Dạ, lớp 1, năm nay vô lớp 1. Chuẩn bị vô lớp 1 hả? Dạ. Một mình em lo hai đứa này có nổi không? Dạ, giờ không nổi cũng sẽ nổi chứ giờ xưa. Em cố gắng, em lo cho con ha. Dạ. Em cảm ơn anh. Rồi rồi. Thôi bây giờ con cũng xin phép bác nha. Dạ. Cảm ơn ha, cảm ơn. Dạ. Rồi Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để hỗ trợ cho em Hoa có thêm một khoản kinh phí để em nuôi hai con.
Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Yeah.